Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm xuất phát từ cảng cá Thọ Quang vẫn liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc mỗi ngày. Hiện ngành y tế và các địa phương đang tăng tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc để sớm chặn đà lây nhiễm. Tổ công tác COVID-19 cộng đồng đến từng nhà dân để phát phiếu điều tra, rà soát các trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Yêu cầu này của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã được các quận huyện triển khai gấp rút 2 ngày qua. Hiện nay các trường hợp liên quan đến cảng cá theo danh sách cung cấp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được các xã phường giám sát chặt chẽ để kịp thời có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo cho tổ dân phố cũng như tổ COVID cộng đồng phối hợp với trạm y tế tập trung là lấy thông tin cũng như là điều tra dịch tễ để kịp thời đưa vào các cái diện F1, F2 hoặc là F liên quan để tập trung xử lý. Tất cả các trường hợp mà liên quan đến cảng cá Thọ Quang là yêu cầu các tổ dân phố và tổ COVID đi từng nhà để mà nắm cái tình hình và có cái mẫu phiếu khảo sát đồng hoàn để người dân là khảo sát ghi điền thông tin. Nếu mà có liên quan đến cảng cá Thọ Quang thì đề nghị là phải có ghi lịch trình cụ thể. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, đến ngày 2 tháng 8, chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang đã có 314 trường hợp mắc COVID-19 và tiếp tục tăng lên trong ngày hôm nay qua truy vết cũng như tiến hành xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Trong đó, quận Sơn Trà đang là điểm nóng, nhất là phường Nại Hiên Đông đã có đến hơn 100 ca mắc và đều liên quan đến cảng cá. Việc truy vết đang được ngành y tế phối hợp với các địa phương tiến hành khẩn trương. Qua cái vấn đề truy vết và khai thác thì chúng tôi thấy là vẫn có cái tình trạng là chưa khai báo hết tất cả những cái hành vi nguy cơ cũng như lộ trình của mình đối với những cái người mà F0 hoặc những người liên quan đến cảng cá. Chính vì vậy mà chúng tôi rất gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tiến hành điều tra truy vết cho nó triệt để các cái đối tượng F1, F2 liên quan đến những cái F0. Do đó thì chúng ta cần có cái truy vết diện rộng, vì chúng ta biết bây giờ hiện nay thì cái liên quan đến chuỗi cảng cá này đã xuất hiện cả 7/7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại các chợ. Chính vì vậy chúng ta cần phải tổ chức cái truy vết diện rộng thì có thể mới là ngăn chặn được cái chuỗi lây nhiễm này. Mấy ngày qua, Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận từ 10 cho đến 20 ca mắc COVID-19 từ cộng đồng mỗi ngày. Các trường hợp này được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ở khu phong tỏa, xét nghiệm hộ gia đình và cũng có trường hợp đến khám tại bệnh viện. Tuy nhiên, ngay sau đó qua điều tra dịch tễ và truy vết thì có trường hợp là F1 bị bỏ sót và hầu hết các trường hợp còn lại đều liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Biến chủng Delta lây lan nhanh, trong khi chuỗi lây từ cảng cá tỏa đi phạm vi rộng, đòi hỏi việc truy vết và xét nghiệm sàng lọc phải làm nhanh hơn nữa mới có thể ngăn chặn được đà lây nhiễm.